Với bờ biển dài 82 km, du lịch biển chính là lợi thế của Nghệ An. Ngoài những bãi tắm đã quen thuộc với du khách như Cửa Lò, Cửa Hội, Bãi Lữ, Diễn Thành, Cửa Hiền thì năm nay, thêm một điểm du lịch mới đang thu hút khá nhiều du khách tìm về, đó chính là biển Quỳnh. Quỳnh Bảng chính là khu vực trung tâm, được đầu tư xây dựng khá bài bản. Từ đường ven biển, quảng trường đến các nhà hàng, quán ăn đặc sản biển, khu resort. Còn em nghỉ lễ thì đưa gia đình đi chơi, chỗ này chơi tắm biển cho mát, với lại tham quan du lịch ở ngắm cảnh ở đấy. Thì ở đấy em xuống, lần đầu tiên em xuống nhưng mà thấy đấy là rất đẹp, phong cảnh rất đẹp và mát mẻ, biển thì rất sạch. Vừa rồi chúng tôi tổ chức cái khai trương du lịch biển Quỳnh, cũng được du khách biết đến và đánh giá cao. Hai nữa là chúng tôi sẽ phát huy tất cả các cái kênh truyền thông như truyền hình, báo chí, rồi là kể cả mạng xã hội Facebook, YouTube thì đều thành lập một bộ phận để tuyên truyền quảng bá cái du lịch của Quỳnh Lưu đối với du khách. Được mệnh danh là Việt Nam thu nhỏ, ngoài biển, Nghệ An còn có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch vùng miền núi. Những hang động, thác nước đã thu hút khách du lịch từ nhiều năm qua như Hang Bùa, thác Khe Kèm, huyện Con Cuông, thác Sao Va, thác Bảy Tầng, huyện Quế Phong, rừng quốc gia Pù Mát. Thì mùa du lịch 2022 này, loại hình du lịch trải nghiệm trên cung đường miền Tây như đỉnh Phu Sai Lai Lèng, cổng trời Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, rừng Sắc Lẻ, huyện Tương Dương cũng là những điểm nhấn mới được du khách trong và ngoài tỉnh quan tâm. Về mục tiêu phấn đấu năm 2022 và các năm tiếp theo, thì kết hợp hài hòa giữa xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và phát triển du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu hút được nhiều du khách đến với chính quyền địa phương và nhân dân xã Tâm Đình. Thực sự là trước đứng cách núi đồi rộng lớn bao la, một giữa một bên là đất nước Việt Nam thân yêu và một bên là đất nước bạn Lào, tôi cảm nhận một cái thực sự là một cái cảnh quan đẹp hùng vĩ. Và ở đây tôi có nói nên là xung quanh chúng tôi đây là bạt ngàn là những cái rừng hoa đỗ quyên, và với cái cung đường leo cũng như là đi bộ trekking, nó tôi cảm theo cá nhân tôi là cảm nhận là rất dễ chịu. Du lịch chính là dịch chuyển để có được cảm giác mới lạ, hấp dẫn. Chính vì vậy, trong khi việc hình thành các tour, điểm đến mới nhằm tạo sự thú vị cho du khách đến lần đầu, thì cũng buộc các điểm đến quen thuộc lại phải tự làm mới mình để khi quay lại du khách không nhàm chán. Đó cũng là phương châm mà ngành du lịch Nghệ An đặt ra, cùng với mục tiêu đón và phục vụ 3,6 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, tăng 91% so với năm ngoái.